Vĩnh. Quá đã. Hết bị rắn cắn. Con hết bị rắn cắn cả nhà ơi. Tâm vẫn chưa thấy. Kêu thầy mà nè. Ôi răng nước nè cả nhà. Ếch chạy rồi. Này. Ồ nó đỏ kìa. Con này nhỏ quá Tâm Hả nha. Tưởng là rắn lớn. Rắn lớn mình bắt mình dùng được. Vô tình Tâm đã giải cứu cho chú ếch luôn. Và chú rắn bị mắc một bữa ăn. Xin thông báo với gia đình mình, Tâm có một tin vui. Đó là Tâm đã liên hệ được với em Hạnh và em Hạnh đang trên đường lên. Thì cũng xin cập nhật tình hình với gia đình mình đó. Là hổm rày mà cái lý do mà em Hạnh không có đi theo Tâm được á là vì em ấy bị té xe cả nhà. Thì nói chung là không có ảnh hưởng về xương khớp đồ nhiều. Nhưng mà bị trầy dưới lát những cái phần thịt á, đâm ra là khó di chuyển lắm. Nên rằng Tâm hôm nay Tâm đi có một mình Tâm à. Thì hiện tại là Tâm đã liên lạc được với em Hạnh và Tâm đã gửi vị trí, em Hạnh đang trên đường lên. Thì bây giờ đó là trước mắt á, Tâm đi kiếm một ít măng để tối nay mình tìm những cái món đồ ăn và làm để hai anh em dùng á cả nhà. Thì mời cả nhà cùng trải nghiệm với Tâm nha. Rất là vui luôn cả nhà. Hôm nay Tâm có một mình Tâm à. Thì do cái chân của em Hạnh á, cái vết thương của em ấy nó chưa có lành á, đâm ra là không có đi theo Tâm được á. Bây giờ bữa nay chắc tạm rồi thì em ấy ở nhà cũng chịu không nổi nữa. Măng này ngon lắm cả nhà ơi nè. Nãy Tâm cắt được mấy mục rồi nè. Cái này là có măng đã cho em Hạnh ăn nè. Đó thầy nữa nè cả nhà. Không biết tình hình em ấy như thế nào nữa. Giờ Tâm tranh thủ á, Tâm sắn một ít măng rồi xong rồi ra rước. Một này hơi khó. Ôi đã quá cả nhà ơi nè. Măng cây này hình như là cây, nó không phải cây trúc cả nhà. Cây này không phải cây trúc mà cũng không phải tầm dông nữa. Giống như tre rừng hay gì á. Nó mọc nhiều lắm, mùa này măng ở trong rừng này thì nhiều. Đây nữa nè. Đây hai mục nè, bên đây một mục nè. Bên đây một mục nữa nè. Mục này to. Ngon quá chừng luôn nè cả nhà. Đã không? Ở đây là có rất là nhiều vỏ ốc hương khổng lồ. Mà Tâm tìm chưa ra nó, bị cái con này nó ở trên cây cao lắm cả nhà, chứ nó không có ở dưới đất.
Tối nay Tâm rủ em Hạnh đi xôi, xôi ốc hương này là khố măng luôn rồi đó. Măng. Nói chung là nó cỡ bằng cẳng cái không á, chứ nó không có to cả nhà, nhưng mà cái loại này thì rất là ngon luôn. Túi luôn. Bây giờ tới chòi rồi. Đã không cả nhà. Giờ kiểm tra xem coi. Ô cái bếp muốn tàn luôn rồi nè. Bếp muốn tàn luôn. Than quá chừng luôn. Than này mà có con gì chứ, nướng lên ha. Đã lắm luôn cả nhà. Ung cái cây bự này luôn. Phỏng tay à. Bóc xuống một than. Nè, nó cháy lên trên kẻ này Tâm không biết á. Bóc vô phỏng luôn. Em Hạnh ra tới rồi cả nhà ơi. Em Hạnh lúc đằng này. Đây nè. Lên tới rồi cả nhà ơi. Ôi ơi ơi. Mệt không? Nay có đồng môn rồi cả nhà. Ồ, này tiếp tới hiềm nữa nè. Tiếp tới hiềm hả? Hiềm nữa nè. Đây, lấy vào đầu xuống. Này, nãy đi mệt không? Mệt. Trong gần đi. Ở này anh, ở đây có mình anh. Đây. Ôi, đủ đầy đủ đồ quá ha. Tay chân bớt chưa mà bữa nay lên rồi đâu cũng lần tất cầm 80% nữa nè, bông mài của hả mà hơi nhức nhức xíu thôi. Hơi nhức nhức hả? Nhức nhức xíu rồi giờ lên đây giờ nhắm rồi chiến được mấy ngày. Anh ở nhiều em ở nhiều luôn. Lì dữ hả? Em lì lắm. Rồi giờ mấy cái vết thương trên chân sao rồi cũng bữa nay ổn chưa em? Cũng ổn, đi sợ mồ hôi ra. Trời ơi, lấy bịch lông cột luôn hả? Tại hổm rày á, em Hạnh bị nói chung là té xe á cả nhà. Đâm ra là hổm rày không có đi được. Bữa nay lành lành lại rồi đi luôn kìa. Ghiền quá. Ghiền hả? Ở nhà nghỉ chán rồi. Ở nhà chán quá ha em. Nhà đi ra đi vô, tại em đi xa không được, nay cũng lành rồi. Còn nhớ không? Còn hơi hơi. Em có đẩy thuốc giảm đau vô cái tiền. Em đừng có dán cái xà lồng bách đó. Nhiều khi đi tới đi lùi á, nó cọ riết á, ngay chỗ cái chỗ đó là nó bị lột da ra đó. Rồi quắn cái này cái đeo vớ vô đi luôn hả? Quắn cái này đeo vớ đi luôn. Ờ rồi lì hẹp chứ. Mệt không? Mệt mà ở đây không khí trong lành kìa. Ờ. Đây rừng nè. Mấy bữa tối á, đi soi ốc rồi vòng vòng lên Hạnh. Nhiều lắm. Cái vạc này nè, là còn ít á. Cái vạc này lên trên cái khúc núi trên kia kìa, là đi lên á, ốc nhiều lắm. Ừ, còn được ít gạo kìa. Em có đem theo luôn. Rồi đem theo luôn hả? Đem theo luôn rồi. Bữa nay có anh em rồi cả nhà. Đã buồn rồi. Bữa nay vui rồi, đã buồn rồi. Tối đi hai anh em mình đi. Ừ, tối anh em đi. Thì tối anh em mình lội bữa nay là nước cũng cạn. Đâm ra là cá nó rút ra ngoài xa hết đó cả nhà. Nó không có vô cập cập trong bờ, khi nào mà nước mà nó lớn lên á rồi bắt đầu á là cá nó mới vô sát bờ á, giang công mới có. Bữa dính được con cá lăng rồi anh làm anh ăn luôn, xong rồi mà từ bữa tới nay á là không thấy dính nữa em, tạm như nước cạn cái nó ra qua giữa dòng á, chắc cạn ra giữa dòng. Tối nay mấy anh em mình lên trên rừng nè, sợ ốc đá. Tối nay Tâm và em Hạnh sẽ đi lên rừng soi ốc với lại đi săn xem rồi có được cái món gì ngon hấp dẫn không, rồi sẵn đó làm đồ ăn rồi chia sẻ với gia đình mình nha. Giờ mình giăng võng lên đi. Ủa em có đem võng theo không? Bỏ trong này luôn ha em. Ồ có đem theo đèn pin, anh bị hết hai cây đèn pin rồi, còn có một cây cuối cùng à. Giăng võng lên để hồi nó có mưa để mưa. Đó, cây đó với cây này luôn. Ừ, cây đó với cây này luôn. Ổn rồi đó. Đẹp luôn, như thế được không? Chắc lắm à. Cây này nó nhỏ quá. Nhỏ quá. Được mà, không sao đâu phải không? Ừ.
Phát hiện gì mà đào dưới vậy? Giống ô linh lắm. Giống ô linh hả? Đâu? Phải không đó? Vậy không phải mà. Thấy giống lắm. Em phải đào theo cái rễ đó nha. Để giống như ô linh nữa ha. Anh thấy có mấy cây non đó. Ờ giống nó lắm á Hạnh ơi. Nè. Giống nó lắm em. Giống cái loại mà sâm ô linh đó cả nhà, cái củ nó đen đen á. Ở trong mấy cái tổ mối này nè, em Hạnh mới phát hiện mấy đang đào. Anh phát hiện đây hai con luôn nè. Đó. Ừ, nè. Mới giờ này mà ốc ra nè em. Con dơi kìa. Đây con cái này Hạnh. Kệ không kìa. Nè. Trời ơi, đặc sản đó Hạnh ơi. Nè. Hai con cùng. Mấy con này sai bự không? Con bự bự. Sai, sai to to không? Con cái dành đó nè. Con này già lắm già luôn rồi đó. Rồi, anh. Rồi thu hoạch được thêm hai chú ốc nữa. Ở đây có gốc cây cổ thụ to quá ha. Con ghê luôn. Đây. Tao lượm được một chú ốc nữa. Ốc đá. Đặc sản đó cả nhà ơi, ốc đá. Đây mình kiếm được có chôm chôm nít ở đây không anh? Đúng rồi, mấy chỗ này cũng thường có dữ lắm à. Không có mà có con ốc thì chào bá rỗng luôn á. Không có rồi. Không có rồi. Ừ. Được một con. Rồi đi tối tối cũng được rồi. Ừ. Đây. Ừ, giờ này trời còn sáng mà ốc ra này cả nhà. Nè. Đó. Giờ chưa có tối mà ốc con nào nấy nó ra con bự bự không. Này tối nó ra còn nhiều dữ nữa. Em Hạnh ơi. Đó, ờ, đây. Ở trần luôn, không bằng áo luôn hả? Ở trần luôn. Thành người rừng luôn. Đây. Đó, anh lộn được con đó nè. Trời ơi. Đó. Con ghê luôn kìa. Ở dưới cái gốc cây này, Tâm phát hiện có một con nữa nè. Đó, ghê không cả nhà. Ủa, này, cái vỏ của nó bị ngợp á. Dùm dòm trong mấy cái bọng cây này có con chôm chôm không? Không có. Ở đây nó mọc quá chừng nấm luôn rồi cả nhà. Trên cái thân cây này nè. Cứng ngắt rồi. Tâm đang đi vòng vòng kiếm ốc. Ở đây ốc hương có mà Tâm kiếm chưa thấy nè, như nó bị chết á, cái nó rớt xuống này cả nhà. Đó. Ở đây là ốc hương con bự bự không à. Mà nó nằm ở trên cao quá, bị rừng này á, nó cao quá Tâm nhìn lên không có phát hiện được con nào hết. Chứ cái loại ốc hương này mà size lớn như nè là hiếm lắm. Em Hạnh mới phát hiện một ổ con tôm rừng đó cả nhà. Đâu? Quá trời luôn. Nè. Hơi nhỏ. Nên mượn cái đèn nha. Thấy à? Đó, đưa râu quá trời luôn. À, con nhỏ. Cái nhà nhìn kỹ trên cái thành này nó đưa râu qua nè. Đó. Nè. Đó, đây có con nè. Mà này nó còn nhỏ em ơi. Ừ. Chờ cho nó lớn đi. Quá chừng trong này luôn nè. Để cho nó lớn rồi bắt cả nhà. Nó ở trong cái cây mục này nè. Tâm mới dắt em Hạnh lội một vòng. Vòng cặp mé suối cả nhà. Tìm ốc. Em Hạnh mới lên rừng cái nôn đi quá. Hai anh em lội một vòng luôn. Bây giờ lội ngược có lại. Về bị trời cũng gần tối rồi. Về cái trại của Tâm xong rồi hai anh em á, nấu cơm, dùng cơm rồi tối mới đi săn đêm cả nhà. Wow. Này Tâm luộc sơ qua cái cả nhà cho nó ra bớt cái chất độc nó của măng nè. Chừng nào mà thấy cái nó vàng vàng lại rồi á, bắt đầu luộc nước thứ hai nữa, hai nước. Ồ, mấy cá vàng. Mấy bữa trước anh ngủ của mình anh. Bữa nay có em là ngủ ấm lại rồi. Ngủ kế bên ấm lại rồi. Đỡ sợ nữa anh ơi. Ừ, đỡ sợ rồi. Chiều trời chưa tối á,
Tâm với em Hạnh, hai anh em lỗi bắt được nhiều đầy ốc này cả nhà. Bắt đầu tối nó sẽ ra nhiều hơn, thì buổi chiều nó ra không có nhiều, chừng nãy giờ bắt có chừng chục con à. Cơm đã quá cả nhà ơi, trắng nõn luôn nè. Tối nay thì mấy anh em là chỉ ăn cơm với cá. Cơm em ơi, cơm thì Tâm với em Hạnh mời gia đình mình ăn cơm với hai anh em nha. Cơm nóng hỏi. Cơm nóng luôn á, quá đã luôn. Thôi rồi, bốc khói, khói đã. Bữa nay ăn cơm trong rừng em ơi, nay ăn cơm ăn trong rừng. Để cá ra em. Bẻ nó ra luôn, bẻ anh chiên nó cứng lắm. Mấy bữa anh kiểu như là mấy bữa anh ghép bếp nó giòn nha. Thử coi, hơi lạc chấm vô nước măng kho á. Mời mọi người cùng dùng với Hạnh nha. Giòn ngon, giòn rụm luôn phải không? Nước măng nữa ngon lắm. Tao cũng dùng cơm luôn cả nhà ơi. Điểm Hạnh lên nè đột xuất á, nên là có một cái chén à. Tâm cắt cái chai nước suối ra, Tâm làm một cái chén luôn. Thử miếng măng à. Ngon thiệt, vừa ăn luôn á em, vừa ăn luôn. Cá này thì đã rồi. Tâm mấy bữa á, Tâm gác lên trên gần cái bếp á, bắt đầu nó khô rồi. Bữa nay mình chiên sơ nó cái là nó chín rồi cả nhà. Mời cả nhà cùng dùng cơm nha. Ngon quá. Mai còn có rau gì mà nấu canh ăn ha Hạnh ơi. Mai dập kiếm rau. Nấu canh. Giờ hai anh em bắt đầu chuẩn bị vào rừng săn ốc cả nhà. Thì em Hạnh đó, Tâm kêu bận áo vô mà em Hạnh không chịu, nóng lắm. Em Hạnh có sở thích là ở trần trong rừng ban đêm. Nói chứ là có bận áo vô ơi. Em bận vô. Vì sao? Nhiều khi đi cọ quẹt cây đồ không á. Giờ Tâm với em Hạnh bắt đầu đi, mời cả nhà cùng trải nghiệm đi săn đêm với Tâm và em Hạnh trong rừng nhé. Ẩm hồi chiều nè cả nhà, chiều lượm được hết mấy con rồi nè. Này có em Hạnh đi chung là vui rồi. Ý, năm mối Hạnh ơi. Sao cái này thân nhỏ hơn khi đợt trước anh hái à? Phải không? Nấm mối, đúng rồi. Nó dài lắm nè. Nó dài lắm em, nấm mối đó. Kìa, kìa đó, đó. Ừ, hên đi à. Ồ, nó nở hết rồi anh ơi. Nè, nó nở rồi cả nhà ơi. Tí nữa em dậm rồi. Gì vậy? Tí nữa em dậm rồi. Nào. Xém dậm hả? Xém dậm. Ờ, cái này búp nè. Đúng rồi, em chặt cho anh một cái nhánh cây tặng anh nãy.
cái này không có dùng dao được. Đó, vậy là được rồi nè. Ồ. Lý á, mới giờ đi ra mà gặp liền rồi nè anh. Ngon ghê luôn. Ôi ôi. Trời nó gãi dữ rồi nè, thấy không? Nè được một cây rồi nè. Mình thu hoạch đi chút xíu nó về nấu mì ăn. Đúng nó rồi á Hạnh. Không có sai đâu em, nhưng mà loại cái loại này nó hơi nhỏ nè. Thân hơi nhỏ. Ừ, thân hơi nhỏ. Ê, đây nữa nè. Ủa đây ngay trong đây nữa nè. Ồ, này nấm nè, đúng rồi. Nó mối đó mà nhỏ nè. Nè, hai nấm. Ui, đây ngon quá ha. Ồ, đây hai nấm nè. Nè Hạnh. Ngon ghê luôn. Vừa đi xoay ốc mà vừa ra là gặp nấm mối liền luôn rồi này cả nhà. Mấy cái nấm búp này thì tầm nhỏ, còn nấm kia nó nở hết rồi là mình không có lấy. Nè Hạnh ơi. Đó, được á. Nấm này nở hết uổng rồi ha. Nở tàn hết. Nó gãi dưới nè. Ở dưới đây nữa nè. Có luôn hả? Đâu? Búp nhỏ xíu luôn. Ờ, trời ổ nó dài dưới hả? Đây hai búp nữa nè. Đúng rồi. Đây. Trời ơi, đây nữa nè. Nào em. Ui. Đúng rồi. Nó đó, nó đó, nó đó Hạnh ơi. Kiếm búp này nhỏ em. Chỗ này hơi khó rồi. Cái này á là một hồi nữa nó còn lên nữa đó Hạnh. Ôi đã quá. Ôi. Ổ này nó nở rồi cả nhà ơi nè. Ở đây có được mấy cây nữa nè. Đây, đây cây nữa nè. Đây, cái này nó tàn rồi. Có dài bên này nữa nè. Dài 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 giống luôn cả nhà. Ủa bên đó kìa. Đó. Ồ bên đây nữa nè. Ổ này nó thưa, nó không có nhiều á. Mà nó tàn uổng ghê. Ồ nè, nó bị con gì ăn luôn rồi nè cả nhà. Đây, đây được một cây nè. Được một cây. Có con ốc gì màu xanh nữa. Chết rồi. Ồ cây này mới lên nè. Ui, đây cây nè. Giờ Tâm với em Hạnh kiếm mấy cây nấm mà mới lên á. Nhỏ. Còn mấy cây kia là nó tàn rồi. Ôi rụng luôn rồi. Rụng luôn ổn quá. Để bên hông nè. Đây cây nữa nè. Đó. Ô cây này đá nè. Đây mới đây đâu rồi. Này chút về mấy anh em làm ăn mì cả nha. Ở đây Tâm được ba cây nấm búp nè. Đó. Có không em? Ừ bên đây anh cũng được mấy cây nữa nè. Nó thưa. Đó. Ồ, cán nó cũng dài lắm. Ổ nấm này nó không có bự, nó nhỏ nhỏ cả nha. Nó không có to lắm. Ba cây nữa. Mấy cây bên này đã tàn rồi nè. Nở rồi. Ồ đây nữa nè. Nở lừa thưa không. Này là nhiều khi nó nở cái đợt này xong tối nó nở nữa nha Hạnh. Nó chưa có lên hết đâu á. Nè. Nó mới lú lên quá chừng luôn nè. Cây nhỏ nhỏ. Vậy chứ cũng ngon lắm cả nhà. Này là lọc của rừng á. Ở đây anh thấy được mấy cây nữa nè em ơi. Thấy chừng này quá trời mà bị ăn. Bị mấy con ốc á. Mấy con ốc ra nó ăn hết nè. Giờ mình phải tranh thủ mình dành ăn với mấy con ốc. Mình ăn trước. Ừ. Đó, được rồi. Cây. Ừ. Ủa, đây cây nữa nè. Cây này bị ăn rồi. Bị ốc ăn. Ôi, cái củ nó dài nè. Em Hạnh đang kiếm ở bên đây. Có không? Anh có không em? Tàn hết à? Tàn hết phải không? Ừ. Tầm thấy được một chú ốc đá đang núp dưới đây. Đã ghê không cả nhà? Ốc đá này con bự không à. Đang đi nhổ nấm gặp ốc luôn.
nè, như mấy con ốc này là nó bị chết rồi nè, còn vỏ không được như đây cả nhà. Này chút nữa về xào xào sơ cái đổ vô mì á, ăn luôn, hai anh em ăn luôn. Giờ trước mắt tạm thời để đến đây, rồi Tâm với em Hạnh đi một vòng mình săn ốc núi nữa. Giờ đi săn ốc cái gọi hồi nữa mình lại mình coi có nấm búp lên không Hạnh ha. Có đó. Ừ. Đây giờ hai anh em đi săn ốc. Có ở nha em. Có. Ừ, chỗ này có nó rồi đó, anh thấy con đây nè. Tâm thấy được một con nè. Vòng vòng khu vực này có rồi đó, nó có vỏ nữa nè Hạnh ơi. Chắc vòng vòng đây có nhiều nè. Ừ. Bên em cũng có vỏ quá trời. Em Hạnh đang kiếm mình đó. Một chú nữa nè. Quá ngon luôn. Đó dưới chân em con nè. Đây nè, ngay ngay tim đèn anh nè. Đó đó đó. Thấy không? Trời ơi. Bự ghê luôn nè. Ừ. Rồi bỏ bỏ túi đi em. Anh đây cũng được hai con rồi. Ồ, đây con nữa nè. Đang ăn, đang ăn vị ra, đang hồi bỏ trong cái vỏ cái là nó nhả ra cả nhà. Ơi đây một chú nữa, em Hạnh ngồi đào mà không thấy luôn nè. Đây nè, nó nằm kế bên luôn nè. Gì vậy em? Đây phát hiện gì vậy? Nhảnh gì? Để anh qua đây. Cẩn thận nha. Nhà con này như kẹp đau lắm nè. Ôi nhìn lạc đà hay gì á? Nhìn lạc đà hả? Đúng rồi. Anh có dạ cặp, anh không rành rồi. Hai cặp càng bự lắm. Đừng bóc vô nha. Để gì được hai con nữa nè. Bỏ túi luôn. Mỏng nước ghê luôn. Bành túi vô chợ vô. Tối nay hai anh em đi thu hoạch à, không biết là sẽ nhiều hay không. Cái gì em? Em cũng không biết cái gì. Đó, trời. Ở nước không trong này à? Mỏng nước luôn, không biết rễ. Này cái củ gì rồi? Củ không rễ, em không thấy cây đâu luôn á. Không thấy cây hả? Này đâu phải. Đó, cứng nhắc. Này cứng nhắc à. Có bên này mềm nè. Này giống như củ gì vậy? Bò. Vòng vòng đây nè anh. Anh lụm lia lịa luôn nè. Vui cả nhà. Bữa nay đi có em Hạnh đi rồi vui, bữa Tâm lưỡi hủi con mình buồn lắm. Tại em chưa kiếm ra quá trời một. Đây một con nữa. Trời đang chuẩn bị mưa. Tình hình này là tối nay là Tâm với em Hạnh là chắc trúng ốc quá cả nhà. Cái chân nghe máy em đi nhẹ nhẹ từ từ thôi nha. Nhớ dòm dòm dưới á, ở đây là biết gì không? Ở đây hay có chằm quạp á. Ừ, gặp gặp. Đúng rồi, gặp mấy cái đống rác á là nhớ là đi nhẹ dò nha. Đây chằm quạp nhiều lắm á. Nó nằm sát dưới đất nè. Ừ, cái màu nó y như rác luôn á. Anh cũng lượm được nè, thấy chưa? Ngon ghê à. Lia lịa luôn á em. Trời hả, thời tiết giờ là ở ngoài đang mưa luôn cả nhà. Mưa, tình hình mưa này là tối nay là ốc nó ra nhiều nữa. Đang mưa lâm râm luôn á em ơi. Mưa lâm râm luôn. Công nhận cái vụ mà bắt ốc núi này tầm ghiền lắm cả nhà. Đây một con ăn, nó ăn cái cây. Mấy con này nó bị ngợp nè cả nhà. Chỗ này nó tập trung đông ghê không nè. Quá chừng luôn nè. Tập trung ở trong cái cây to này nè. Ở đây Tâm phát hiện ba con luôn nè. Một con lẻ lẻ nè. Hai con này đang ăn, đang ăn lá cây nè. Đó cả nhà. Hai chú này đang ăn lá cây nè. Hai chú nữa. Chỗ này ốc nó tập trung dữ thiệt. Đây nữa nè. Bữa nay số lượng ốc ra nhiều hơn ngày qua luôn. Em ơi, anh một nắm rồi nè. Ừ. Bữa nay trời mưa đó Hạnh. Bữa nay trời mưa á, cái lượng ốc nó ra nhiều hơn qua luôn em. Vui luôn. Đã ha. Mới bắt xíu. Sao vui không, vui không? Vui vui luôn rồi nè. Đây, một con nữa. Ốc to to không? Con bự bự không em? Cái này mà hết cái mưa này xong là một hồi nữa nó ra nhiều nữa đó nha. Đúng rồi. Ủa em cái giò em vậy em lội ở ngoài thôi, để anh lội trong mấy cái lùm cho. Đây bắt được hai con to lắm đây nè. Mưa lớn lên này cả nhà ơi. Giờ hai anh em tranh thủ rút về cái chòi á, rồi một hồi nó bớt mưa rồi hai anh em lại tiếp tục đi đi soi ốc.
anh có hai con này hả? Nè, cho nó vô luôn. Quá đã luôn. Giờ mình nè, về trời được mưa đi. Được mưa xong thì sao tiếp? Hồi nó bớt mưa cái anh em mình đi tiếp ha. Giờ hai anh em về được mưa đây cả nhà, đang mưa rồi. Cái hạnh cột coi cái miệng đó nha, thổi bò ra đó. Rồi. Đây, sẵn đây cũng khoe với cả nhà mình thì hôm nay có anh chị em hỏi Tâm á, là Tâm đi rừng vậy là Tâm rồi lấy gì sạc điện thoại, thì Tâm sạc cục sạc này nè 50.000 đó. Cái cục này là nếu mà cái điện thoại của Tâm chắc khoảng cỡ được 12 máy hoặc 13 máy luôn á cả nhà. Tâm vừa xài bóng đèn nè, sáng lắm, sáng hơn cái đèn đội đầu Tâm luôn á, và vừa sạc điện thoại luôn á, là được cỡ 12 cái điện thoại á. Tâm ra là cũng tiện lắm, vừa xài đèn vừa sạc điện thoại. Đi rừng là phải cỡ mấy cái cục này nó mới đủ công suất. Vậy em Hạnh không có sợ phải hết pin điện thoại rồi phải không? Hết sợ rồi, lên em thấy là quá ok luôn. Quá ok phải không? Rồi mình nằm nghỉ đi, rồi xíu nữa cái bớt mưa mình đi soi ha. Tỉnh mưa cái đi. Hiện tại giờ là ở ngoài á cả nhà nè. Ôi ôi, gia đình mình thấy không? Mưa dữ lắm luôn á nè. Mà nước thì lại cạn á. Ê, coi chừng cái giỏ em kìa. Thấy mình che cái tấm tăng luôn anh. Che. Mưa lớn rồi đó em. Mưa lớn rồi. Ôi, cái nhà ở nhìn nè. Ở ngoài giờ là mưa dữ lắm luôn rồi nè. Tuyệt tình cấp này cả nhà. Ui. Giờ hai anh em mặc áo mưa đi luôn cả nhà nè. Anh đừng con nữa nè. Em mới lụm con đâu ha. Đây còn nữa. Đã luôn cả nhà. Đó em Hạnh đang đẳng nha. Em Hạnh lại quay bắt đẳng Tâm bắt còn đây. Tâm phát hiện một con nữa nè. Đó. Ồ. Bữa nay mưa trúng rồi cả nhà ơi, này trúng ốc rồi. Đấy, Tâm thấy trong kẻ này con nữa nè. Ba con dừng chỗ luôn. Đây một chú nữa. Ôi, con này ngợp rồi. Lâu lâu cũng bị lầm. Quá trời mập luôn nè cả nhà. Có đèn bò dưới đó. Bốn con. Tâm hay dùm dòm trên mấy cái cục này nè, hay có nó lắm. Rồi ở trong cái kẻ đá nó bò ra. Úi. Con này ngợp rồi. Còn cái vỏ không à. Trời mưa ở rừng này đi bắt ốc núi á, vui lắm cả nhà. Cái này và đặc biệt nữa là cái con này á, nó ăn nó ngon lắm. Mà tao bằng thử đã thiệt đi. Sao rồi em? Mới hả? Nè, anh cũng được mấy con nữa nè. Ngon không? Ngon. Bự bự. Ồ, anh cũng bự bự thôi. Nay mưa rồi bọn anh em mình đi ngon ha. Đi xíu được như đây rồi nè. Đây đây. Ồ, ở đây Tâm phát hiện hai con một chỗ luôn nè. Đó. Hai con luôn nè cả nhà. Hè chú hả? Bọn nó ồ, này có cây gì nè. Nằm lẳng dưới cái rác á, nhìn hơi khó thấy cả nhà. Ồ, con này cũng bự rồi. Bự hơn hai con Tâm mới bắt. Cả nhà nhìn không? Đó, rất là khó thấy nó luôn á, nó nằm ngay giữa màn hình luôn nè. Nhưng mà nếu mà mình không để ý á, là mình đi ngang qua một cái là khó thấy nó lắm cả nhà. Nè, có một con nữa nè. Bắt mê luôn cả nhà. Bò dưới đây một con nữa nè. Tầm nhúc nhích có một chỗ mà mình bắt hoài luôn. Em Hạnh thì hướng bên đây nè, đó, đèn sáng cả nhà. Xem xíu nữa là Tâm bỏ sót nó một con. Nằm dưới cái cây này nè. Đấy. Phá đã luôn. Ôi ôi. Cả nhà nhìn trong góc rừng nè. Cục tay luôn nè. Đó. Bằng nguyên cái nắm tay Tâm luôn nè. Ông cốc. Thấy cốc rừng bự ghê không anh?
ấn hồn cấp. Ở trên rừng này con gì cũng bự á. Con nào cũng ấn hồn luôn. Ừ. Em Hạnh tối bỏ dài ra luôn màn vớ. Ôi, nắm gì anh? Nào. Nắm dai. Phải không? Qua kia có bà con nói anh á, nắm này là nắm dai nè. Dạ. Ừ. Nắm này như ăn được. Nhìn ngon dữ. Một chú. Co lại. Tao mới phát hiện đây thêm hai con nữa nè cả nhà. Đây nè. Đó, hai con nó đang ăn nè thấy không? Đây. Đây. Đó. Bắt vậy mới đã chứ. Nè Hạnh ơi. Bỏ vô nè. Ui. Anh tưởng nó nữa chứ. Đó, trong túi anh lấy con đó nè, anh lấy ra. Nè. Ý da. Quá căng luôn. Đó, đã rồi. Ghê luôn. Có hàng con gì đây? Đây cẩn thận nha, nãy em thấy có lục đuôi đỏ nha. Có hả? Có. Lục đuôi đỏ hả? Có lục đuôi đỏ. Ừ. Ủa, có con tắc kè nè cả nhà. Đó, nè. Ôm ngay hàng cây luôn. Ôm vô hàng cây nè. Con này cũng không có to mấy. Hết mưa rồi cả nhà. Hai anh em mới vừa thay đồ xong rồi. Bây giờ là tiếp tục đi soi ốc. Ôi ôi, Tâm phát hiện nó tập trung cái chỗ này nè cả nhà. Như gia đình mình nhìn về nè, có thể thấy được nó không? Nó tập trung chỗ này nhiều lắm á. Đây. Nè, một con nè. Thấy không? Đó. Con này nó không có cái vòng tròn. Con này cũng mỏng, không có vòng tròn. Một con. Đây nè. Cái màu nó nhìn như cái màu lá luôn á. Đó. Ủa, hai con nè. Đây một con đang bò nữa nè. Đó, ơi Tâm đụng đậy cái nó co lại đó. Đó, ba con nè. Ui, đây con nữa nè. Bốn con. Nó tập trung dữ thiệt chứ. Đây. Ôi ơi, hai chú luôn. Ủa, nó đang ăn cái lá. Nó đang ăn cái lá này nè. Đây, đây con nữa nè. Ồ, đã quá cả nhà ơi. Mưa xong bắt ốc vậy không nè. Đây con nữa nè. Ui. Huê thiệt chứ. Chỗ bắt vô đây nè. Tâm dòm cho thiệt là kỹ rồi coi. Đây con nữa nè. Ừ, không phải con này ốc sên. Ngon ghê luôn. Hạnh ơi, em đó rồi nè. Một chỗ mà anh bắt như đây nè. Đã không? Đủ quá trời. Ủa, 2, 4, 6, 7 con. Ừ. Chỗ 7 con á. Ngon dữ hả? Em ấy đang đi kiếm đồ ăn. Em ấy đang đi kiếm đồ ăn. Đây con nữa nè. Ui, đang ăn luôn nè. 2 con. Ý. Con này không phải. Này. Đó bị ngợp rồi. Nào. Ngon hả? Nằm ngay đây luôn. Nè anh hai con nữa nè. Nhìn kỹ kỹ vô trong mấy kẻ đá nha Hạnh. Mới mưa xong mới ra dữ lắm á. Ý, Tâm phát hiện một anh bạn ốc đang bò sát ở trong kẻ đá luôn nè cả nhà. Đó. Dở ra. Ừ, đá ra. Con nào nấy bự 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 không à. Đây có một con nữa nè. Đây cả nhà. Chạy đâu. Quá đã. Trời ơi. Em này ốc sên hả? Ốc sên cũng leo lên trên cái cây nữa nè. Tâm dạch trong mấy kẻ đá nè.
nhìn thiệt là kỹ nó, tại cái màu của nó mình đứng ở trên nhìn xuống như màu rác kìa. Dĩ Hạnh, kiến nẹt hả? Cẩn thận nha. Em Hạnh ở dưới tâm đang leo ở trên cái vách đá. Anh bắt trên này được 2 con nữa nè em. Nó leo lúc tỉ trên đây luôn nè Hạnh. Nó leo lúc trên luôn. Ừ. Cả nhà nhìn nó y như cái màu rác luôn nè ha. Cái vỏ của nó mà nhìn dưới đây cái là y như màu rác luôn, đây con nữa nè. Nhìn không khác gì là cái màu của cái lá cây luôn. Ô đây con nữa nè. Nè. Ba con nhục chỗ luôn. Ui. Ôi, kế con trùng luôn nè. Con trùng. Đây con nè. Ui, đây con nè. Trời ơi, đây con nữa. Đầu dữ vậy. Nó ra quá chừng luôn cả nhà ơi. Bắt hai ham rồi. Anh em lại đưa cho em Hạnh bớt. Nhiều quá, để vào đây đi. Em ơi. Nè. Nắm luôn nè. Mấy? Em bắt 4 con hả? Nè, để đây anh đưa cho anh nè. Nó leo đâu lúc tỉ trên ngọn này luôn nè. Nắm luôn nè. Ừ, nãy giờ nhiều quá ha. Nên lại là anh đi kiếm. Giờ này anh thấy nó gom lại một chỗ một luôn, đã lắm. Đây, một anh bạn nữa. Một anh bạn ốc. Về đội. Thu hoạch ốc sau cơn mưa thì rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Đã lắm. Ồ, hai cái râu nó dài ghê nè cả nhà. Đó. Nhà thấy hai cái râu đúng không? Nó đang trên đường di chuyển đi. Gà nó đã bị tâm bắt. Nó đang trên đường di chuyển. Núp dưới cái lá này có một con này cả nhà. Ồ. Ồ, nó đang ăn. Hai con. Cái ốc to to không? Ý. Ôi ôi. Khổng lồ. Hàng khủng. Ôi ôi. Thôi, con này tao không bắt đâu. Con đó nhìn nó hơi ngộ ngộ, hình ra là không bắt đâu. Bắt con này thôi, con này ăn ngon. Con đó không vô màn, bự quá cả nhà ơi. Nè, nó đang ăn cái lá này luôn nè cả nhà. Đó. Ăn cái lá này nè. Con này lưng nó rong không, sống lâu rồi lắm rồi. Con này sao úp mặt xuống dưới hả? Còn sống không đây? Còn cái nha. Nè. Củi nó cái luôn. Ý, ý, nó khép cứng quá. Một con nữa nè. Ừ. Đây nữa nè. Đây nè. Đây con nữa nè. Ba con liên tiếp nữa. Ôi. Nhiều rồi. Đuối rồi. Rồi, nhiều không? Đây. Ôi, ôi. Đuối luôn nè. Quá đã, nhưng bữa nay trải nghiệm bắt ốc đá cảm giác như thế nào? Đã lắm anh, đi lụm, thấy lụm. Lần đầu tiên bắt phê quá hả? Mệt quá. Bắt này nó vui hơn bắt ốc bu không em? Vui hơn anh, đi tìm ốc bu, đi dọc ruộng thấy quá trời. Ừ, ốc bu thì mình bắt ở ngoài ruộng, còn này ốc này chỉ chỗ nào mà nó có đá mới có nha Hạnh. Giờ hai anh em đi dậy chòi lại cả nhà ơi. Giờ phía lắm rồi. Nãy giờ bị mắc mưa nữa, đâm ra là người á lạnh nữa. Tầm về tranh thủ thay đồ ra cho nó ấm lại, giữ nhiệt cơ thể lại cả nhà. Rồi bây giờ về em ơi. Anh em về tới chòi rồi cả nhà. Ngon á. 2 kg hơn rồi. Sản phẩm thu hoạch của Tâm với em Hạnh đêm nay nè cả nhà. Quá đã luôn. Đó, túi ốc luôn. Ốc này thì giá trị thị trường nó nói chung là cao lắm cả nhà. Chỗ Tâm thì cũng cao lắm. Tâm tìm hiểu sơ qua rồi thì giá nó thật sự ra là rất rất là ngon luôn. Và cái loại này hơi khó kiếm á, vì gì nó chỉ sống ở những cái vùng như là núi rồi á.
chứ còn như cái chỗ của Tâm á là khó kiếm cái loại này lắm, Tâm phải đi rừng mới gặp được lại. Tâm chui vô mền luôn rồi, cứ nhờ em hạnh chui vô mùng bên này luôn nè. tao này ngủ có người ngủ kế bên rồi, hết buồn rồi. Giờ em Hạnh kéo mùng lại đóng cửa luôn rồi. Em đóng cửa rồi. Giờ anh cũng kéo mùng lại đóng cửa luôn. Để mấy anh kia mà em chưa nổi đâu. Không, mấy mũi vô á. Đó, ngủ vậy chứ mà mũi không có cắn được nè. Rồi em lủng lỗ nè. Đâu? Trời ơi, sao lủng rồi? Em cũng không biết nữa. Bị lủng một lỗ rồi. Hai anh em Tâm với em Hạnh thu hoạch này cả nha. Đó. Đã không? Mới rửa sơ nó lại. Nó còn có nhiều con đó, nó ngậm rác á, Tâm rửa sơ nó lại cho nó sạch nè. Nó ngậm những cái lá cây nè. Còn cái vàng cần câu của Tâm á thì trước mắt á là đợt này không có hiệu quả cho lắm á cả nhà. Đó, Tâm gom về hết luôn rồi. Thì dự kiến của Tâm á là 10 ngày, nhưng mà hôm nay á là mới tới ngày thứ 9 á cả nhà. Chắc Tâm phải rút sớm một ngày. Thì không có thực hiện đủ là 10 ngày rồi, thì nói chung là rút sớm về vì em Hạnh cũng bị đau chân quá, hôm lội hết một vòng rồi đó. Này vết thương rồi, đang lành, hy vọng là lần sau nó lành hẳn đi rồi mình chơi cho lâu hơn ha em. Lành hẳn đi sâu trồng nữa. Với lại đợt này anh về á Hạnh, anh nhộm lại màu đen hoặc là màu nâu á cho nó tối lại. Chứ anh thấy cái cọng này nó trắng quá, sợ không biết có cá có nhát không á. Đợt này nhộm lại ha. Nhộm lại đi. Chuyến hành trình của Tâm là dự kiến là 10 ngày cả nhà, nhưng mà hôm nay là tới ngày thứ 9 rồi, phải rút sớm trước một ngày. Vì về Tâm tranh thủ Tâm nhộm lại cái vàng lưỡi câu này cho nó tối màu lại. Rồi nhiều khi là nó trắng quá, cá nó nhát á cả nhà. Giờ Tâm với em Hạnh đang thu dọn. Đó, xong rồi hai anh em lên chọi phía sau lưng Tâm nè, lên cái mình tháo bạc tháo võng đồ á là lúc về. Thì hẹn gia đình mình lại á, là lần tới Tâm sẽ tiếp tục lên rừng này, tranh thủ lên rừng để săn tìm những con cá lớn nữa. Thì cho phép Tâm xin được kết thúc cái series 10 ngày của Tâm tại đây nha. Thì cuối clip Tâm gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến gia đình mình đã luôn đồng hành và theo dõi video Tâm. Chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Chào cả nhà. Về em ơi. Đây.